Hello, xin chào toàn thể mấy nhá. Xúc công nghệ nghe lén 4.0 hotline 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ cúc áo mã là F88 bạn nhé. Đó, thì đây nồm sản phẩm này. Đó, đây sản phẩm camera cúc áo F88 bạn nhé. Đó, sản phẩm này có chức năng là có thể xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa qua wifi 3G và 4G. Hình ảnh là siêu LED 4K các bạn nhé. Đây. Đó, với dung lượng pin của thiết bị các bạn có thể sử dụng liên tục được khoảng 7 đến 8 tiếng, rất là lâu. Đó, đây, siêu nhỏ và không rơi. Đi kèm theo thiết bị thì sẽ gồm có một túi cúc áo này. Túi cúc áo là giúp các bạn có thể ngụy trang vào mắt camera nhé. Đây, túi cúc áo bạn nhé. Các bạn có thể ngụy trang vào mắt camera như này. Đây. Đây, các bạn ngụy trang mắt như này. Đó, hoặc là các bạn có thể ngụy trang vào đầu đầu đinh vít các bạn nhé. Đây. Đó. Sẽ có một túi giúp các bạn có thể ngụy trang vào mắt cam. Các bạn muốn ngụy trang mắt nào thì các bạn sẽ ngụy trang vào. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera siêu nhỏ cúc áo F88 thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online cho mình đây. Kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị nhà mình. Đơn vị mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bạn nhé. Và đặc biệt hơn là bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB. Đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn vào trong camera cho mọi người. Đó, đối với cái thẻ nhớ là 128GB thì các bạn có thể là quay lưu liên tục được khoảng 30 đến 35 ngày các bạn nhé. Đó, các bạn có thể là quay lưu liên tục 30 đến 35 ngày mới đầy được cái bộ nhớ là 128GB này. Đó. Và các bạn sẽ được tặng kèm theo cả một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt các bạn nhé. Đó. Chi tiết bằng tiếng Việt đây, trong này có sẽ có chi tiết hết từ bước tải ứng dụng điện thoại này, kết nối wifi của camera như nào này, kết nối xem từ xa như nào, ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó có chi tiết hết bạn nhé. Đó, đây có chi tiết hết trong này. Và là lúc các bạn có thể nhận hàng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số này cho mình đây, thì sẽ có nhân viên hỗ trợ bạn cách cài đặt 24/24 bạn nhé. Và thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho bạn một số lúc chức năng là trên chiếc camera siêu nhỏ cúc áo F88 và đi vào hướng dẫn sử dụng chi tiết cho mọi người nhé. Đây, mặt camera siêu nhỏ hình cúc áo này sẽ được nối với một đoạn dây dù này. Đó. Đây, ở bên cạnh cái mắt camera đây nó sẽ có một cái nút giúp bạn có thể bật nguồn thiết bị này. Đó. Nút bên sườn đây sẽ là nút giúp bạn có thể reset camera. Thì khi camera của bạn dùng lâu, camera không phát wifi cũng như các bạn muốn đổi wifi, đổi cái wifi để xem từ xa ấy, thì các bạn sẽ đổi ở nút reset này các bạn nhé. Đó. Đó, và mặt bên dưới này nhá, mặt bên dưới này nó sẽ là khay cắm thẻ nhớ đây. Nó thì cam này hỗ trợ tối đa thẻ nhớ là 256GB bạn nhé. Thì khi các bạn mua hàng, các bạn chỉ cần đăng ký kênh thì các bạn sẽ được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ là 128GB rồi các bạn nhé. Đây. Đó, thì sau đây mình sẽ gắn thẻ nhớ vào. Đó, thẻ nhớ thì các bạn sẽ gắn theo chiều nhá, mặt đồng các bạn úp lên chỗ có cái chân sạc này. Đó. Các bạn cắm này. Đó, các bạn cắm vào như này nhá. Sau bật nguồn thì các bạn sẽ bật nguồn bên trên. Đó. Khi bạn bật nguồn lên thì thiết bị nó sẽ sáng cái đèn màu đỏ bên ở cái chỗ nút reset này các bạn nhé. Rồi. Thì để sử dụng thiết bị thì các bạn sẽ tải cho mình một cái ứng dụng là lúc cam về điện thoại các bạn nhé. Thì bạn nào đang dùng điện thoại là iPhone thì bạn vào cửa hàng App Store. Các bạn nào dùng điện thoại Samsung, Oppo, Vivo thì bạn vào cửa hàng 7play nhé. Đó. Các bạn gõ cho mình cái ứng dụng là lúc cam. Đây. Đây, lúc cam. À, ứng dụng Nuka có biểu tượng màu xanh như này các bạn nhé. Thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng Nuka này về điện thoại rồi. Thì bước tiếp theo là bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Các bạn vào mục cài đặt của điện thoại nhé. Sau đó bạn chọn vào mục là Wi-Fi. À, thì cái camera cúc áo F88 này sẽ phát cho mình một cái mã Wi-Fi có chữ F đằng trước và một dãy số là không có mật khẩu thì bạn sẽ kết nối vào. Khi bạn đã kết nối xong nhé thì bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Các bạn vào trong cái ứng dụng là lúc cam của tài về này. Thì khi các bạn vào trong cái ứng dụng là lúc cam thì ứng dụng sẽ hỏi các bạn một bên là cancel và một bên là ok nhé. Thì các bạn sẽ chọn một cancel cho mình. Thì khi bạn chọn cancel xong thì trên màn sẽ hiện chữ là device online. Thì để xem thì các bạn sẽ chọn vào chữ device online đấy rồi các bạn chọn một cancel là xem này. Đó. Thì các bạn, đây mình sẽ quay cam về màn trước. Đây. Đó. Bạn nào muốn bật tiếng lên thì các bạn chọn hình cái loa này. Alo. Đó là bật loa nhé. Còn bạn nào mà muốn chụp ảnh thì bạn sẽ chọn hình cái máy chụp ảnh này. Đó là đầu mũ ảnh nhé. Muốn chụp ảnh bước nữa thì bạn sẽ chụp bước nữa này. Đó, còn bạn nào mà muốn
lưu lại video thì các bạn sẽ chọn bên cạnh của cái máy chụp ảnh đây, nó sẽ là lưu lại video 2 giây, 3 giây, 4 giây bạn nhé. Đây. Đó, là lưu được video rồi. Có còn hai cái hình tam giác này giúp bạn là đổi hình ảnh sang trái sang phải này. Lên xuống này, khi nào hình ảnh bị ngược thì bạn sẽ dùng đến hai cái hình tam giác này các bạn nhé. Đó, còn cái hình mặt trời là giúp bạn là cho màu cho hình ảnh nó sáng lên này, cũng như cho hình ảnh nó tối đi các bạn nhé. Đây, mình sẽ để ở giữa cho cân bằng. Đó, còn hình quả cầu là giúp bạn là cho màu hình ảnh nó đậm lên, đó, cũng như cho màu hình ảnh nó nhạt đi các bạn nhé. Đây. Đó. Đó, còn cái chế độ đây là chế độ ban đêm bạn nhé. Thì ban đêm thì cái mẫu S Cúp áo tập 8 này không phải là ban đêm. Ban đêm thì các bạn phải mua những cái dòng camera S18, S400 Plus, những cái loại mà có hình ngoại quay đêm thì mới quay được ban đêm bạn nhé. Còn cái mẫu này là không có hình ngoại quay đêm nên là quay đêm nó rất là kém. Có quay được ban đêm nhưng mà hình ảnh nó rất rất là kém bạn nhé. Đó, còn cái hình đây. Đó, các bạn để ý đây cái bóng đèn này đúng không? Các bạn sẽ bật đèn lên này. À đây, bạn tắt đèn đi này. Các bạn nhìn chỗ reset nhá, nút reset đây cái đèn sẽ mất đi này. Đó, bật đèn lên này. Đó, các bạn có thể điều khiển tắt bật đèn từ xa được hết các bạn nhé. Đó, còn cái chỗ mà 1080p này, 1080p là giúp bạn có thể đổi cái độ phân giải hình ảnh. Nếu bạn đổi độ phân giải hình ảnh là 4K cho sắc nét thì bạn sẽ chọn là 4K. Rồi, 4K thì cho hình ảnh nó nét luôn. Đó, rất là nhiều. Đó là mình đã kết nối với quả wifi của camera để xem bạn nhé. Thì bước tiếp theo thì mình sẽ vào một cài đặt chung trong cái ứng dụng là Lookcam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản trong cái ứng dụng này. Các bạn sẽ chọn một cài đặt này, sau đó bạn chọn một device setting. Thì trong cái mục device setting này thì nó sẽ hiện tổng quan tất cả cái mục cài đặt trong này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản nhé. Thì mục đầu tiên là mục alarm config đây. Mục alarm config là giúp bạn có thể là bật cái chế độ cảnh báo chuyển động lên. Thì khi bạn bật cái chế độ cảnh báo chuyển động lên thì có người di chuyển qua mắt camera, camera sẽ tự động gửi thông báo điện thoại đó bạn nhé. Đó. Còn mục tiếp theo là mục là modify password. Modify password là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của camera bạn nhé. Thì mật khẩu mặc định của camera sẽ là 123456. Thì bạn muốn đổi mật khẩu như nào thì các bạn sẽ chọn mục là lưu password này. Confirm là các bạn nhập lại mật khẩu rồi chọn OK là được thôi. Đó. Còn mục tiếp theo là mục là SD card setting này. SD card setting là giúp bạn có thể là bật cái chế độ là tự động lưu video trong thẻ nhớ bạn nhé. Thì các bạn sẽ gạt hết tất cả sang màu xanh. Sau đó bên dưới là mục video duration, là bạn sẽ chọn độ dài của video. Các bạn muốn chọn độ dài video bao nhiêu phút một đoạn thì các bạn sẽ chọn đây. Ví dụ các bạn chọn 5 phút thì cam sẽ tự động lưu video là 5 phút một đoạn bạn nhé. Còn mấy kia này nó cũng tương tự như vậy. Đó, mục total nó sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của camera bạn nhé. Thì dung lượng bộ nhớ của camera mình đã gắn một cái thẻ nhớ là 128GB vào thì bên trong đây nó sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ này. Đó, mục format là giúp bạn có thể là xóa tất cả dữ liệu trong thẻ nhớ đi bạn nhé. Đó, còn mục tiếp theo nữa là mục wifi setting, mục này rất là quan trọng. Mục này giúp bạn có thể là xem được từ xa bạn nhé. Ví dụ cái cam này bạn gắn ở trong phòng của các bạn thì cam sẽ tìm nhau những wifi xung quanh trong phòng của bạn. Mà gắn ở trong phòng làm việc của bạn thì cam sẽ tìm nhau wifi trong phòng làm việc của bạn. Thì bạn sẽ nhập mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào rồi chọn OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G và 4G thôi là có thể xem được trực tiếp từ xa hết bạn nhé. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera siêu nhỏ Cúp áo S88. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera siêu nhỏ này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Lâm Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc các bạn nhé. Nhận hàng thì các bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử. Giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới phải thanh toán tiền. Mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn hàng về cho mình. Thì video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tất cả mọi người ở những video clip sau.